cái ngành nail mình đang bị bão hòa, thì cái market nó không có còn được rộng và không có còn có nhiều cái potential nữa. Có nghĩa là một người họ có thể bán ra 10 ly trà sữa, còn đối với bên tiệm nail, một người thợ chỉ có thể service cho một người khách thôi. Cái franchise đó có nổi tiếng hay không? Nếu mà franchise đã nổi tiếng đó, thì cái tiền nhượng quyền nó càng cao hơn. Những cái người chủ mà họ đi theo cái hướng franchise có những cái sáng tạo, những cái loại nước riêng đặc biệt để add on thêm menu, họ cũng không có thể làm điều đó được. Nhưng khi mà những người chủ tự build thương hiệu riêng của mình, mỗi vài tháng hoặc mỗi mùa thì họ có thể có những cái loại nước riêng, những signature riêng. Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình tư vấn kinh doanh cùng GDS VHF Group. Hôm nay Vân rất vui được có mặt trong chương trình talk show này. Vân có sự góp mặt của ba chuyên viên tư vấn kinh doanh, chị Thảo Tiên, chị Chi Đỗ và anh Tân Lưu. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là xu hướng kinh doanh mới của người Việt Nam tại Mỹ. Thì nhắc đến người Việt Nam tại Mỹ, chúng ta đều biết là người Việt Nam của mình rất là thành công trong lĩnh vực ngành nail và về ngành beauty spa. Vào thời điểm hiện nay, người Việt Nam của mình đang dần chuyển hướng mô hình kinh doanh qua các lĩnh vực khác và đặc biệt là boba tea. Câu hỏi thứ nhất, Vân muốn nhờ chị Thảo Tiên giúp dùm Vân. Vì sao người Việt tại Mỹ của mình đang dần chuyển hướng từ nail qua boba tea, chị Thảo Tiên ha? Cảm ơn câu hỏi của chị Vân và xin chào các anh chị. Thì hiện nay các chủ doanh nghiệp đang dần chuyển hướng từ kinh doanh những tiệm nail qua boba tea. Thứ nhất, bởi vì hiện nay thì tiệm nail đã bão hòa rồi. Trong một cái khu vực zip code từ 10 mile đổ lại có rất là nhiều tiệm nail, cái sự cạnh tranh rất là cao. Còn về những cái tiệm boba tea thì cái sự cạnh tranh vẫn chỉ vừa mới lên sau này thôi. Thứ hai nữa, cái mức độ mà mình đầu tư cho cái tiệm boba tea sẽ ít hơn là cái mức độ đầu tư cho một cái tiệm nail. Và thứ ba đó là sau cái Covid á, những tiệm trà sữa boba tea thì đang ngày càng được thịnh hành. Boba tea đang là một cái tiềm năng, đang là một cái xu hướng trong cái tương lai. Tiệm boba tea thì mình sẽ dễ dàng mình tìm kiếm nhân viên hơn là tiệm nail, bởi vì đa số những bạn học sinh sẽ đi làm part time nhiều hơn và thời gian sẽ flexible hơn. Còn về tiệm nail thì mình phải cần phải học và ra bằng rồi mình mới có thể đi làm nail được. Mình hiểu rõ được là cái lý do tại sao mà ngành nail của mình á mà đang bị bão hòa và nhiều chủ doanh nghiệp họ đang muốn là thay đổi cái môi trường kinh doanh của họ. Thì với những cái câu trả lời của Thảo Tiên á, Chi Đỗ với lại anh Tân Lưu thì hai bạn có những cái ý kiến nào không? Em nghĩ là tiệm nail thì người Việt của mình là đã nổi tiếng là mở ra rất là nhiều tiệm nail rồi. Nhưng mà như chị Tân cũng đã nói là sau đợt dịch thì người Việt đang dần chuyển hướng sang ngành boba tea, tại vì nó đem lại nhiều cơ hội cho mình. Nó là một thị trường mới. Giới trẻ ngày nay họ cũng rất là thích boba tea. Thì đây là một cái trend hiện nay, thì nó là một cái market mới mà mình có thể invest vô. Cái nguồn lực về tìm kiếm thợ nail nó khó hơn là ngày xưa. Nếu mà họ chuyển sang kinh doanh về ngành nghề khác, ví dụ như boba tea, về nhân sự nó sẽ ít hơn rất là nhiều và nó sẽ quản lý được từ xa, nó dễ dàng hơn. Thì đó là một trong những cái lý do mà theo Tân thấy, đó là nó sẽ chuyển hướng từ ngành nghề này sang ngành nghề khác, mô hình này sang mô hình khác. Có nhiều cái lý do để cho người Việt Nam mình đang muốn thử một cái mô hình kinh doanh mới. Thì theo Thảo Tiên chia sẻ là cái thứ nhất là do cái ngành nail mình đang bị bão hòa, thì cái market nó không có còn được rộng và không có còn có nhiều cái potential nữa. Cho nên là nhiều người chủ đang muốn kinh doanh một cái mô hình mới. Và đồng thời đó, Thảo Tiên cũng có nói đến là về cái chi phí đó. Cái chi phí mà mình mở cái tiệm boba tea nó cũng sẽ nhỏ và thấp hơn là một tiệm nail. Phần nữa là Chi cũng có nói là về nguồn nhân lực. Thì nguồn nhân lực của mình thì mình có thể là mình muốn người phụ cho boba tea của mình nó sẽ dễ hơn. Thì cái câu hỏi số 2 đó, những cái điểm giống nhau và khác nhau giữa hai mô hình này là gì Chi ha? Đối với hai mô hình kinh doanh này, boba tea và tiệm nail có rất là nhiều điểm khác nhau. Đầu tiên là nó khác nhau về cái sản phẩm mà mình đưa tới với khách hàng. Đối với boba tea là mình bán sản phẩm, mình bán product. Còn đối với tiệm nail là mình làm dịch vụ về service. Có nghĩa là một người họ có thể bán ra 10 ly trà sữa. Còn đối với bên tiệm nail, một người thợ chỉ có thể service cho một người khách thôi. Vì cái sự khác nhau này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái nhân lực mà mình chi đầu tư vào trong cái business của mình. Cái thứ hai nữa, cái sự khác biệt là về nhóm đối tượng khách hàng target khi mà mình kinh doanh business của mình. Đối với boba tea thì mình thường là nhắm tới với những đối tượng trẻ,
cả nam lẫn nữ. Nhưng mà với nail thì thường là vào phụ nữ hơn. Và điều này nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách mà mình làm marketing hay là mình lên cái chiến lược kinh doanh của mình. Cái điểm giống nhau là đối với hai mô hình business này, để mà thành công thì trước khi mở, người chủ cần phải có một cái kế hoạch rõ ràng là mình làm gì, mình marketing ra sao để mà mình có thể thu hút khách hàng. Boba Tea là mới nhưng mà nó cũng đã có sự cạnh tranh rồi. Ngành nail thì như đã nói là nó có sự cạnh tranh rất là bão hòa. Mình phải có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, có một cái điểm nhấn trong cái business của mình, tạo ra sự khác biệt, tạo ra cái brand name của mình để thu hút được khách hàng. Không biết là tiếp nối cái câu trả lời của Chi á, Thảo Tiên hoặc là anh Tân có góp ý gì thêm không ha? Đối với cái sự khác nhau giữa tiệm Boba Tea và tiệm nail, thì cái tiệm Boba Tea là cái quy mô được mở rộng, sẽ trong tương lai sẽ được mở rộng nhiều hơn. Khi mà một cái tiệm nail thì mình phải cần một cái thợ giỏi. Khi mà mình muốn franchise, mình muốn mở rộng cái tiệm nail đó ra, những cái người thợ trong tương lai đó cũng phải giỏi. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng có thể dễ dàng đào tạo một người thợ giỏi được. Đối với tiệm Boba Tea thì chỉ cần mình muốn franchise, mình mở rộng từ thành phố này đến thành phố khác, hoặc từ nước này qua nước khác, thì mình chỉ cần một cái công thức nước. Và cái công thức nước đó phải là đặc quyền riêng của cái thương hiệu đó, thì mình sẽ mở rộng được cái tiệm. Nếu mà mình biết sử dụng cái chiến lược marketing của mình thì lúc đó mình sẽ đưa cái doanh nghiệp, cái business của mình đi xa hơn. Nếu như mà mình muốn phát triển cái mô hình kinh doanh tiệm Boba Tea của mình á, là mình phải có những cái drink giống như là gọi là specialty là signature của cái thương hiệu Boba Tea của mình. Thì khi mà nhắc đến cái nước drink đó là khách hàng họ sẽ nghĩ ngay đến là cái thương hiệu Boba Tea của mình liền, đúng không? Anh Tân Lung nghĩ như thế nào về kinh doanh Boba Tea đó, thì mình có cần có cái chi phí đầu tư nhiều so với kinh doanh tiệm nail không anh ha? Đối với phần Boba Tea đó thì thứ nhất là vấn đề về đầu tư cho một cái location. Thường thường đối với Boba Tea thì cái diện tích để mà mình mở một cái tiệm có thể nó nhỏ hơn nail, nên cái chi phí để mà mình có thể thuê một cái mặt bằng nó sẽ ít tiền hơn, tiền rent nó sẽ rẻ hơn. Nó tùy vào khu vực nữa, có khu vực này có khu vực khác. Và một cái nữa đó chính là về nhân sự, có nghĩa là con người. Thay vì giống như nail mình cần rất là nhiều thợ nail, còn này đối với nhân sự thì chỉ cần là một, hai người hay là ba người, tùy vào cái size của cái business thì có thể là nó sẽ giảm bớt cái chi phí khi mà để run một cái tiệm. Vâng, có một cái câu hỏi mà cũng có nhiều anh chị chủ tiệm nail á, họ cũng đang có cái ý định là mở Boba Tea. Câu hỏi chung á là lấy một cái tiệm Boba Tea từ franchise và lấy một cái tiệm build up từ cái thương hiệu riêng của họ, cái nào là sẽ tốt hơn và nó sẽ có cái lợi và cái hại gì? Ngành về mà Boba Tea hay là Milk Tea đó thì sẽ có hai cái cách để mà mình có thể operation. Là thứ nhất là mình sẽ nhượng quyền lợi từ một cái franchise đã có sẵn ở trên thị trường nổi tiếng, giống như là Share Tea, Seven Lips hay là Kung Fu Tea hay là Gongcha. Cái thứ hai đó chính là từ cái người chủ, họ có thể họ đi đến những cái trường lớp về pha chế. Có nhiều người chủ tân gặp đó, họ thậm chí họ đến Đài Loan, họ học cái công thức của những cái business bên đó để mà về họ tự họ phát triển. Hay là có người đó là họ tự họ come up với những cái idea riêng họ, hay là trong gia đình, hay là những cái người họ muốn tìm hiểu sâu họ có thể lên mạng họ học hỏi. Đó, họ tự build một cái thương hiệu riêng. Mỗi cái nó đều có cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng. Khi mà mình muốn đầu tư, mình muốn nhượng quyền lại từ một cái franchise đã có sẵn, cái người chủ đó họ phải bỏ ra một cái số vốn. Và cái số vốn đó nó không quá mắc, nhưng mà nó tùy vào cái franchise đó có nổi tiếng hay không. Nếu mà franchise đó nổi tiếng đó, thì cái tiền nhượng quyền nó càng cao hơn. Mình phải bỏ thứ nhất là tiền đầu tư cho một cái location, sau đó là mình phải đầu tư thêm một cái số vốn cho cái phần về giá trị nhượng quyền. Đó là copyright của cái franchise đó, tốn rất là nhiều tiền trong cái phần đó. Và đồng thời cái menu và marketing thì nó sẽ theo cái franchise đó. Cái đó là cái ưu điểm. Còn cái nhược điểm đó, đó chính là nếu mà họ có những cái idea riêng họ muốn phát triển thêm thì nó rất là khó. Tại vì cái người chủ họ đã bị ràng buộc với cái franchise đó rồi, không thể edit theo cái giá cả hay là cái menu được. Nếu mà có những cái idea gì mới đó, cho dù nói chuyện với cái người franchise cũng rất là khó. Cái người chủ có thể là tự mở một cái tiệm riêng đó, tự mở một cái Boba Tea riêng đó, thì nó sẽ chi phí nó sẽ không có cái phần về mua là cái nhượng quyền, nhưng mà mình cần phải đầu tư cho marketing nhiều hơn. Tại vì khi mà mình mua cái nhượng quyền đó là cái tiếng tăm của cái franchise đó đã có rồi,
thì rất là dễ thu hút khách hàng. Còn đối với một cái mới hoàn toàn đó, mình cần phải tìm hiểu nhu cầu thị trường, là tham khảo thị trường cho khách hàng dùng thử, rất là nhiều step, rất là nhiều cái process để mà có thể là build được cái thương hiệu. Cái thời gian build cái thương hiệu nó sẽ dài hơn, nó sẽ lâu hơn, và cái thành công thì nó sẽ cần nhiều thời gian hơn. Mọi người cũng đã biết là nếu mà mình có một cái franchise under một thương hiệu đã nổi tiếng như là Gongcha, Ding Tea hay là Seven Leaf thì là khách hàng họ đã tự nhớ tới mình rồi, họ đã biết tới thương hiệu của mình và sản phẩm của mình ra sao. Nên là khi mà mình mở một cái location mới, khách hàng chỉ cần biết và họ tới thôi. Mình không cần tốn quá nhiều tiền cho marketing để tạo dựng thương hiệu. Còn đối với mà một tiệm mới đó, mình mở ra, mình sẽ phải chi tiền nhiều hơn để mà mình khiến khách hàng họ nhớ tới tiệm của mình, cũng như là mình cũng sẽ cần thời gian để cho khách hàng làm quen với cả những cái cách mà mình tạo ra thức uống, cái khoảng thời gian mình sẽ cần phải suy xét tới, cũng như là những cái chi phí của mình để mà vận hành business. Đối với franchise thì cái chi phí đầu tư và mình thu về đó, đôi khi là mình cũng sẽ cần phải chia lại cho cái thương hiệu chính. Còn đối với thương hiệu của mình mà mình tự build lên thì lỗ hay lời thì mình sẽ đều chịu cả. Đối với những thương hiệu lớn như em biết là có Gongcha đi, thì một cái franchisee, có nghĩa là một thương hiệu nhỏ under cái tên lớn, họ sẽ phải chi cái số tiền họ lời là 5-7% mỗi năm cho cái thương hiệu mẹ của nó. Đây là một điều mà mình cũng nên cân nhắc khi mà mình quyết định lựa chọn là mình làm franchise hay là mình mở thương hiệu riêng. Thì họ đã có một cái giá trị thương hiệu riêng của họ rồi, cho nên mà khi mà mình take over, mình lấy một cái thương hiệu của họ lại, mình cũng phải chi trả một cái phần nào đó cho cái tiền mỗi năm của họ. Thì đối với Thảo Tiên thì Thảo Tiên nghĩ như thế nào Tiên ha? Đối với Thảo Tiên thì một cái tiệm franchise á, có một cái thương hiệu đã được build sẵn ở một cái thời gian dài rồi. Và cái thương hiệu của họ đã được rất là nhiều người biết đến và rất là nhiều người yêu thích. Vì như vậy cái phần mà mình quảng cáo cho cái thương hiệu đó thì cũng không có cần phải chi ra cái tiền quảng cáo nhiều. Theo Thảo Tiên được biết thì một vài có những cái tiệm franchise thì có những cái loại nước mà signature mình cũng cần phải có những cái order supply. Thì khi mà ví dụ như cái location đó, những cái người khách mà họ rất là thích cái loại nước đó, và khi mà cái tiệm đó, cái sản phẩm đó quá chạy, khi người chủ muốn order thêm supply, có thể là cái supply đó là một cái phiên bản giới hạn, thì họ cũng cần phải chờ đợi. Thì lúc đó những cái người khách họ đến họ order, họ cũng không có thể có được sản phẩm của họ mong muốn. Khi mà những cái người chủ mà họ đi theo cái hướng franchise thì họ có những cái sáng tạo những cái loại nước riêng đặc biệt mà họ muốn sáng tạo thêm để add on thêm menu, họ cũng không có thể làm điều đó được. Nhưng khi mà những người chủ tự build thương hiệu riêng của mình thì họ sẽ có thể mỗi vài tháng hoặc mỗi mùa thì họ có thể có những cái loại nước riêng, những cái signature riêng, họ có thể giới thiệu ra được cho những cái người khách hàng của họ. Thì họ có thể build lên từ, nếu như cái loại nước đó rất là ngon thì họ có thể họ đánh mạnh ra được cái thị trường, và có thể họ sẽ đưa được cái thương hiệu của họ lên để đặc biệt với những cái thương hiệu khác. Đối với những câu hỏi hôm nay thì Vân nghĩ là cũng chưa có đi sâu và bao quát hết những cái câu hỏi thắc mắc mà các anh chị chủ doanh nghiệp đang muốn tìm hiểu về ngành boba tea. Nhưng mà nếu như mà các anh chị thấy cái chương trình hôm nay ba tư vấn viên của mình trả lời rất là hữu ích, thì các anh chị xin giúp giùm Vân là cho một like, share và subscribe vô cái chương trình của mình để cho các anh chị có động lực làm thêm những cái talk show sau. Thì thời lượng chương trình có hạn, hôm nay Vân cùng với Thảo Tiên, Chi Đỗ và anh Tân Lưu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với chương trình sau. Hãy gọi ngay 1-888-389-7240 để được tư vấn miễn phí. Mở tiệm nail xưa và nay khác nhau ra sao? Ngành nail á, càng ngày nó càng thay đổi mà. Trong mặt luôn mình nhìn mình thấy là mình theo không kịp luôn. Có nhiều người giống như là lớn tuổi đó là theo không kịp. Được quản lý nó đi theo cái lối mòn thì mình nên thuê một cái người quản lý mới trẻ vô để mà mình có một cái nguồn năng lượng mới, nó vực dậy cái tiệm của mình. Người chủ nail bây giờ không nhất thiết phải làm nail giỏi, nhưng mà nhất thiết là phải có một cái tư duy giỏi. Thứ nhất là mình phải làm gương cho thợ của mình cái đã. Yeah. Nếu mà còn yếu nghề và còn muốn làm thì bắt buộc phải thay đổi. Thôi thì thôi bán tiệm đi. Invest đi làm đi.